Thưa quý vị, theo thống kê từ Bộ Y tế, trong tuần qua, cả nước ghi nhận 5.250 ca mắc tay chân miệng, không có trường hợp tử vong. Tích lũy từ đầu năm, cả nước ghi nhận 86.078 ca mắc, 21 trường hợp tử vong. So với cùng kỳ năm 2022, số mắc tăng tới hơn 75%, số tử vong tăng 18%. Tại Hà Nội, số ca mắc tay chân miệng đang có xu hướng tăng trong vài tuần gần đây. Nếu như tuần trước có ghi nhận 70 trường hợp mắc, thì tuần sau tăng lên 105 trường hợp và đến tuần vừa qua là 139 ca bệnh. Dự kiến số ca mắc có thể gia tăng tiếp tục khi học sinh mầm non tiểu học đã vào học ổn định. Các chuyên gia y tế cho biết bệnh tay chân miệng có thể xảy ra trên mọi đối tượng, tuy nhiên có thể đến 90% ca bệnh xảy ra ở trẻ dưới 3 tuổi. Chủng EV71 thường gây bệnh cảnh nặng và dễ gây các biến chứng và có thể tử vong.